Desata avera hontu sukita hontu nidukha hontu abhyapatya hontu aniga hontu diga yukha hontu aroga hontu sampatti hi samijantu sukhi attanang barirahantu dukkha patta chani dukkha bhayapatta chani bhaya Sokapata chani soka hontu sappe bipanino sappe satta avera hontu sukita hontu niddukha hontu abhyapatya hontu aniga hontu diga yukha hontu aroga hontu sampatti hi samijantu sukhi Attanang barirahantu dukkha patta chani dukkha bhayapatta chani bhaya sokapatta chani soka hontu sappe bipanino Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi. Xin đừng cho thương tiếc Karaniya yang tăng sang tăng padang abhisamak cha sa cô ucho cha suyu cha suvacho cha samudovanatimani sang tu sa cô cha suparo cha apakicho cha salahukavati Sang tin kriyo cha nipako cha apagapo kule su ananugito na cha kutang sama cha re kinh chi ye na winyu pare upavadeyum sukino va khe mino hontu sappe satta bhavantu sukitatha ye ke chi ba na bhuta thita sa va tha va ra va anava Diga vache mahanta vama chima rasaka anukathula Ditha vaje va aditha je cha dure va santi avidure Bhuta va sambhavesi va sappe satta bhavantu sukhitatha Na paro parang nikuppe thanati manye thakatha chinang kanchi Yaro sana badiga sanya nanya manna sadu kamecheya mata jatha niyang buttang ayusa eka butta manurakhe evam visappa bhute sumana sangbhavaye aparimanang mettan jasappa lokasmin mana sangbhavaye aparimanang uthang atho jatiriyan jasambadang averang asapathang tithan charang nisanno va sayano va ya vata savigatamito etang satin atithaya pramametang viharang ithamahu dithin cha anubhagam masila va dasane na sambanno kame suvinaya gethang nahi cha Từ bi kinh, người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sanh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng lục căn chế ngự nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mông dục trần không làm nhơ bẩn tinh thần tránh lời chê trách thánh nhân phê bình mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sanh nhai cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung béo gầy nhỏ lớn không cùng hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa
chưa sanh hoặc đã sanh ra, thảy đều cộng hưởng hà sa phước lành, nguyện không lừa gạt dối manh. Khinh người miệt chúng hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát dòng khổ não vượt ra luân hồi, hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gọi nhầm tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha cảm không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu, vượt lên đến mức thắng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm sưu đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngữ nghiêm minh niết bàn. Dạ, mô Phật, hay kính chào đạo tràng. Rồi bây giờ sư kính mời quý vị giơ tay lên đọc kinh nha. Rồi. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính chào ông Năm Bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay nguyên như mời chư vị có người nào giơ tay muốn đọc về sinh giới không? Hôm nay Quanh Phan muốn lên không thì Quanh Phan giơ tay ha. Quanh Phan có đăng ký rồi phải không Quanh Phan? Xin mời Quanh Phan rồi Sa Thú Nguyên Như xin xuống mic ạ. Dạ mô Phật, đạo tràng có nghe được giọng con không ạ? À? Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Đam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Quanh Phan, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin mời toàn thể đạo tràng cùng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ con xin sám hối, nãy giờ con bị rớt mic ạ. Dạ con kính xin đạo tràng, toàn thể đạo tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh đọc thọ trì tam quy và ngũ giới. Uka sa ma dần phành tề quy dùng rắc ca na tha ya ti sa ra nề na sa ha pành cha si là ni già cha ma du ti dầm bi ma dần phần tề quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nề na sa ha bành cha si là
ni ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te vi sung vi sung rắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha phan cha si la ni ya cha ma Dạ, sau đây con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutichampi Buddhang saranang gacchami. Dutichampi Dhammang saranang gacchami. Dutichampi Sanghang saranang gacchami. Tatichampi Buddhang saranang gacchami. Tatichampi Dhammang saranang gacchami. Tatichampi Sanghang saranang gacchami. Dạ mô Phật, sorry con xin sám hối, nãy giờ con bị đá dằn là con không có biết sư đọc. Nam mô Bích Tha giá. Dạ chị Oanh lên đọc đi nha chị Oanh, đọc Nam mô Tát Sát á. Ha, rồi, Nguyên Trang xin xuống này. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyam bi sangkhang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami. Ti saranagahanang paripunnang. Pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ba na ti ba ta ve ramale sikha padang samadhiyami. Adinna dana ve ramale sikha padang samadhiyami. Kame sumicca chara ve ramale sikha padang samadhiyami. Musawada veramane sikha padang samadhiyami. Surame raja machapamadathana veramane sikha padang samadhiyami. Banati bata veramane sikha padang samadhiyami. Adinna dana we ramani sika badang samadhiyami. Kame su mitcha chara we ramani sika badang samadhiyami. Mutsa wada we ramani sika badang samadhiyami. Sutra me raja matya
Ba-ma-tha-da-tha-na Vệ Ramani Sikha Ba Đăng Samma Di Ya Mi. Imani pancha sikha pada ni sa dukhang katwa apamadena nicchakalang samarakhi tappa ti silena poga sambara silena nipputinjanti tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Rồi mời MC nha. Sa thụ lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Kính cảm ơn Quan Phan hôm nay đã thọ trì tâm quy và ngũ giới. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Uttamang ge na vande hang ba da bang sung varuttamang putteyo kalito doso putto kamatutang mamang uttamang ge na vande hang thamman charuvitham varang thammeyo kalito doso thammo kamatutang mamang uttamange na vandeham sankhan charuvithottamang sankheyo kalito doso sankho kamatutang mamang. Dạ, sau đây một lần nữa con kính tri ân toàn thể đạo tràng đã cùng chị Quan Phan thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Nguyên Như ạ. Dạ, kính tri ân sư Thanh Tâm một lần nữa ạ. Con xin xuống mic ạ. Nắc mô Bích Thái Giá, Nắc mô Thanh Mai Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. Một lần nữa kính định lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính chào ông Năm Bà Năm và con xin kính chào toàn thể quý bạn đạo hữu và kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay là một ngày thứ tư và chúng ta sẽ bắt đầu ôn lại những cái bài mà thầy Kinh dạy cho mình. Là hôm nay mình sẽ vào cái phần Pháp Tục Đế và Pháp Chân Đế. Bây giờ trước khi mà chúng ta vào bài học thì bây giờ mình sẽ tập lại bốn cái tâm tham thọ hỷ. Và Nguyên Như xin kính mời anh Mỹ có thể post bài dùm cho đạo tràng. Anh Mỹ post hết 8 cái ha anh Mỹ. Chắc hôm nay mình đọc 4 cái thôi nha quý vị. Tự gì mỗi người mình sẽ đọc một lần 4 câu. Thì mình sẽ thay phiên nhau. Và con xin kính lễ sư Thanh Tâm. Sư có thể đọc 4 cái câu đầu tiên của Pali để cho đạo tràng theo được không bạch sư? Và con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. À. Và Nguyên Như không có thấy sư ở trước máy. Và kính thưa chư vị, Nguyên Như sẽ làm đầu tàu đọc trước, xong rồi cái quý vị mới tuần tự lên đọc ha. Akusala chitta ni tathakatamma kama vacha rằng một somanasasahagatang dittigatasambayuttang asankharikang hai so manas sasahagatang dittigata sambayut tang sasankharikang ba so manas sasahagatang dittigata vipayut tang asankharikang bốn so manas sasahagatang dittigata vipayut tang sasankharikang
Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Hôm nay mình chỉ đọc bốn tâm tham thọ hỷ thôi nha chư vị. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. À. Dạ, mô Phật, sa thú Nguyên Như. À, bây giờ sư xin đọc nha. Bắt đầu bằng Akusala Chitta Ni Tathā Katama Kama Vacharang So Manasa Sagatang Dithi Gata Sambayutang Asankarikang Ekang. Số 2. So Manasa Sagatang Dithi Gata Sambayutang Sasankarikang Ekang. Số 3. So Manasa Sagatang Dithi Gata Vipayutang Asankarikang Ekang. Số 4. So Manasa Sagatang Dithi Gata Vipayutang Sasankarikang Ekang. Upeka Sagatang Dithi Gata Sambayutang Asankarikang Ekang. Số 6. Upeka Sagatang Dithi Gata Sa Sambayutang Sasankarikang Ekang. Upeka Sagatang Dithi Gata Vipayutang Asankarikang Ekang. Rồi, số 1, có số 1 luôn này nữa. Rồi, rồi, suy nghĩ tới đây là xong rồi ha. Rồi, mời chị kế tiếp nha. Hay lắm quý vị. À, quý vị, mời quý vị đọc nha. Ừ. À, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, à, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, xong rồi Nguyên Trang kính mời đạo tràng nha. Anh Mỹ nè, Hà nè, rồi Quanh nè, chị Quanh nè, rồi anh Bài nè. Cái này là không có ai hết nên mình cứ việc lên đọc nha mọi người. Dạ, Nguyên Trang xin đọc ạ. À, đừng có ngại sai, mình thợ mình đọc sai thì mình mới sửa được ha. Dạ, con xin đọc bài. Akusala Chitta Nittathakamma Kamma Vacharang. 1. Somanas Sasahagatang Dithigatasam Payuttang Asankharikang Ekang. 2. Somanas Sasahagatang Dithigatasam Payuttang Sasankharikang Ekang. 3. Somanas Sasahagatang Dithigatavipayuttang Asankharikang Ekang. 4. Somanas Sasahagatang Dithigatavipayuttang Sasankharikang Ekang. Dạ. À, Nguyên Trang đã đọc xong cái câu số 4, cái chữ whip á, dithi gata whip là hai chữ p. Anh Mỹ có thể sửa là được không vậy anh Mỹ? Cái đó là trường âm nhấn. Dạ. Dạ, kẹt chỉ có cái chỗ đó thôi ạ. À. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic và kính mời đạo tràng nha. Rồi, à, mời bàn tay của Hà. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con chào đạo tràng và con xin chào bài. Dạ, con nghe rõ không ạ? Ok, cảm ơn anh Trang. Akusala chitta ni chitta ni thatta katama kama wakarang. So manasa sahagatang dithi gata gata sambayuttang asankarikang ekang. 2. So manasa sahagatang dithi gata sambayuttang sasankarikang ekang.
ba so mana sa sahagatang ditti gata but bayu tang a sang kari kang e kang so mana sa sahagatang ditti gata but bayu tang sa sang kari kang e kang. Dạ con xin xuống mít nhìn cho vị kế. Con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính chào sư Thanh Tâm và kính chào đạo tràng. Bây giờ mình đọc tới cái câu số 5 phải không, Nguyên Trang? Đọc 1 đến 4 thôi. Ok, cảm ơn. Akusala citta nitatthakatama kama Wakarang một so manat sasahagatang ditigata sam sang payutang asang kharikang ekang hai so manat sasahagatang ditigata sam payutang sasang kharikang ekang ba so manat sasahagatang ditigata with payutang asang karikang ekang số 4 so manat sasahagatang ditigata with payutang sasang karikang ekang. Con xin mời người kế tiếp. Cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đến lễ Sư Thanh Tâm, con kính đến lễ Đạo Tràng. Dạ con xin đọc bốn tâm tham. Akusala chit citta nitathakatama kama vacaraṃ một so manasa sahagataṃ ditthigata sambayuttaṃ asaṅkharikaṃ ekaṃ so hai so manasa sasahagatang ditigata sambayutang sasangkarikang ekang so ba so manas sahagatang ditigata wi ditigata bayutang asangkarikang ekang so bom so manas sa sahagatang ditigata vipayutang sa sangkarikang ekang. Dạ con xin xuống mic. Dạ mô Phật, con xin đọc bài ạ. Akusala citta ni tatha khata ma kama quá chát răng số 1 so na sa sa ha cha tăng đích thí giá ta sầm bá chú tăng sa sang kha ri cần e cần số 2 so mana sa sa ha ga tăng đích thí gáp
ta sầm bá chút tầng sa sằng khà lý cần ê cần. Số 3, sô ma ná xá xá há gá tầng đít thí gá tá quýt bá chút tầng á sằng khà lý cần ê cần. Sô ma ná xá há gá tầng đít thí gá tá quýt bá chút tầng xá sằng khà lý cần. Dạ con xin hết ạ. Con con xin kính đến lễ sư Thanh Tâm và con kính chào đạo tràng à. Con xin đọc à. Akusala citta ni tatha kata ma kama vat vacha ram somanasa saha saha gatam titti gata sambatyutam asankari kam somanasa sahagatam ditti gata sambajutam sa sankari kam somanasa sahagatam ditti gata vibajutam asankari kam somanasa sahagatam ditti gata vibajutam sa sankari kam. Dạ, con xin hết ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin kính mời cô Diệu Pháp. Con xin kính mời chú Phật Tử Quỳnh ạ. Hôm nay là lớp của mình thôi, chư vị đừng có ngại nha. Con xin nhường mít lại cho cô chú ạ. Con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào quý đạo tràng và con Diệu Pháp, con xin tập đọc ạ. Dạ. Akusala citta ni tattha kappama kamava karang. Một, somanasa pagapang ditigata sam ba yut tăng á tăng sa di căng. Hai, so mana sa sa ga tăng di ti ga ta sam ba yut tăng sa tăng kha di căng e căng. Ba, so mana sa sa ga tăng di ti ga ta di ba yut tăng á tăng sa di căng e căng. Bốn, somanasa sahagatang dittigata vibbayutang sasang kadikang ekang. Dạ con xin cung kính tạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ không biết là chú Phật tử Huỳnh có trước máy không dạ? Chú có thể cầm mic đọc không chú? Dạ không biết chú có nghe âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Dạ. Dạ con kính mời bàn tay của chú. Dạ Nguyên Trang kính mời chú ạ. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Một lần nữa kính chào đạo tràng.
Suy nghĩ nếu mà quý vị đọc từng từng chữ đó thì quý vị sẽ đọc được à. À, ví dụ như á cú xá lá chích tà ní đó, mình đọc vậy đó. À, mình nhìn kỹ mình sẽ thấy trường âm và đoạn âm với lại âm nhấn ha. Chích tà ní hai chữ t là nhấn ha. Rồi tắt hai chữ t tắt thá cá ta ma ca ma quá cha răng ha. M và cái dấu nặng ở dưới đọc thành n. Somanasa saha ga tăng đích thí ga tá sấm ha, chữ sấm m là cái dấu nặng nên đọc là sấm. Nếu mà đã đứng không có m đọc là xá. Đích thí ga tá sấm bá yut tăng á sang kha rí căng e căng. Số 2 somanasa saha ga tăng đích thí gá tá sấm bá yút tăng xá sang kha rí căng e căng. Số 3 sô ma ná xá xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá yút tăng á sang kha rí căng e căng. Số 4 sô ma ná xá xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá yút tăng xá sang kha rí căng ê căng ha. Cứ đọc thiệt chậm, đọc từng chừng chữ cũng được. Rồi mời quý vị nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trong khi chờ đợi mọi người lên đọc, mọi người có thể lên đọc một lần nữa ạ. Dạ Nguyên Trang, nãy giờ Nguyên Trang ngồi đó, Nguyên Trang nghe đó. Cái chữ ê căng á. Dạ mọi người nhớ là ê căng nha, chứ không phải là ê khăn khăn chữ cờ như mình đọc thành chữ cờ ấy nha, ê căng. Dạ. Dạ có. Dạ, sau sau đây là Nguyên Trang kính mời chú Phật tử Huỳnh giơ tay ạ. Dạ. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Nguyên Trang mọi người nhớ cái chữ mà ê căng. Ồ. Ê căng lúc sau chữ căng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sangha. Dạ, yeah. Con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ đạo tràng. Dạ, yeah, con không thấy ai lên hết thì con lên đọc thêm một lần nữa. Á cú xá lá chích tà ni tát thà tát thá cát tát mà khà mà quá chá rằng sô má ná xá xá ha gá tằng tích tí gá ta sầm bá yút tăng á sầm khà vi khẩn ê tăng sô má ná xá xá ha gá tăng tích tí gá ta sầm bá yút tăng xá sầm khà vi khẩn ê tăng. Số 3 sô má ná xá xá ha gá tăng tích tí gá ta vip bá yút tăng a sang kha ri khan e kan. Số 4 so manas sa sa ha ga tăng tít tí ga ta vip pa yut tăng sa sang kha ri khan e kan. Dạ con kính thức mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mic.
Dạ, chú Phật tử huynh có thể cầm mic được không chú? À, tụi con chờ chú nha, để con xuống con nhường mic lại cho chú ạ. Dạ, chào chú. Dạ, chú bấm vào cái chìa khóa đó chú. Chú thấy cái vòng tròn màu xanh dương đó ở dưới, nằm ở dưới phía bên tay phải, nằm ở dưới nó có cái chìa khóa nhỏ nhỏ, cái vòng tròn nhỏ nhỏ, thì chú bấm vào cái vòng tròn nhỏ nhỏ, cái hình của chìa khóa đó, thì là chú lock vào và chú sẽ nói được. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con thấy bây giờ cũng là gần 10 giờ rồi. À, thôi mình để mình đọc từ tuần sau mình đọc tiếp ha quý vị. Bây giờ mình chuẩn bị vô bài ôn. À, hôm nay á là chúng ta sẽ tiếp tục ôn qua cái phần gọi là phần pháp tục đế. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được giọng của con, âm thanh của con không ạ? À? Dạ, sa thú cả nhà. Hôm nay là chúng ta sẽ ôn qua đến cái phần pháp tục đế mà tiếng Bali á, thì gọi là Sammuti Sacca. Cái chữ tục á, thì mình phân tích ra là tục có nghĩa là trần tục mà cũng có nghĩa là khái niệm. Còn cái chữ đế á, thì mình dịch ra là sự thật. Khi mà mình nhập hai chữ đó lại với nhau á, thì cái chữ tục đế nó trở thành có thể hiểu được như là sự thật của thế gian hay là sự thật của khái niệm. Cái chữ tục đế cũng có một cái danh từ khác nữa, nó gọi là pháp chế định. Thì tiếng Pali nó gọi là Panyatti Dhamma. Cũng như bấm lại. Panyatti Dhamma. Cái chữ tục đế mà pháp chế định này cũng có thể hiểu là pháp giả lập hoặc là pháp quy ước. Panyatti Dhamma thì khi mà mình dùng chữ pháp tục đế hoặc là pháp chế định thì mình có thể là interchange cái word, mình có thể đổi qua đổi lại, mình có thể gọi là Sammuti Sacca hoặc là mình có thể gọi là Panyatti Dhamma. Pháp tục đế á, thì khi mà mình chia ra làm hai thì nó sẽ chia ra là danh chế định và nghĩa chế định. Về danh chế định thì nó có 6 danh chế định và có 7 nghĩa chế định. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vô một chút về cái phần danh chế định nha quý vị. Danh chế định còn gọi là Nama Panyatti. Nama Panyatti thì cái chữ Panyatti, một cái chữ Pali, cái nghĩa của nó không thì nó gọi là quy định hoặc là đặt để hoặc là chỉ định, tức là nó chỉ một cái danh từ đặt để ra để chỉ định ra một cái gì đó, nói nôm na ra giống như mình đặt tên cho một cái vật gì đó vậy đó quý vị.
Na ma banh nhắc tiết. Chế định về tên hoặc là chế định về ngôn ngữ là mình cứ trong cái danh chế định này á, thì nó chia ra làm hai phần lớn nữa, là một cái á, là ngôn ngữ chỉ cái có thật và ngôn ngữ chỉ cái không có thật. Ngôn ngữ chỉ cái có thật á, thì mình gọi nó là danh trơn. Rồi ngôn ngữ mà không có thật thì gọi là phi danh trơn. Phi chỉ có nghĩa là không thôi quý vị. Một cái có thật, một cái không có thật. Thành ra danh trơn có nghĩa là mình đặt tên cho những cái có thật, còn phi danh trơn thì mình đặt tên cho những cái không có thật. Về cái phần này á, thì bản thân Nguyên Như thấy nó không có phải là khó, nhưng mà nó khó từ vì nó nhiều và nó chi tiết quá. Bình thường á, trong đời sống của mình á, mình không có dùng là detail tới chi tiết tới như vậy. Thành ra khi mình học một hồi mình thấy nó rối. Nhưng mà cứ rối thì mình cứ gỡ rối từ từ mình đi chậm ha quý vị. Tự gì bởi vì nó mới gọi là vi diệu pháp, nó rất là nhuyễn, nó nhỏ, nó trẻ, nhỏ xíu ra luôn. Bây giờ ôm lại chỗ này ha. Danh chế định thì mình gọi là Namapan nhất thiết, chế định về tên hoặc là ngôn ngữ. Thì nó có chia ra làm hai loại. Một loại là danh trơn, một loại là phi danh trơn. Cái loại danh trơn á, thì mình đặt tên cho những cái gì mà nó có thật. Loại phi danh trơn là mình đặt tên cho những cái không có thật. Cái từ chữ danh trơn chế định á, tiếng Pali nó gọi là Vichcha Nama Banh Nhất Tí. Vichcha Nama Banh Nhất Tí. Cái đó là danh trơn chế định. Thì cái chữ danh trơn chế định này nó nói về những cái thực tính pháp của cái ở phía trên bảng niêu mà hôm bữa giờ mình chia pháp đó, về cái tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Khi mà mình nói về những cái sự thật đó, sự thật của pháp thực tính đó, thì mình gọi nó là danh trơn chế định. Tuy là mình nói thực sự thật của pháp thực tính nhưng mà mình cũng phải dùng cái tay danh từ thì mình mới nói được, chứ nếu mà mình không có cái danh trơn này thì làm sao mà mình communicate, mình nói chuyện với nhau được, phải không quý vị? Thành ra cái chỗ đó nó gọi là Vichcha-na-banh-nhất-tí, là về danh trơn chế định. Cái phần thứ hai nó gọi là phi danh trơn chế định, thì mình thêm chữ á vào cái phần đầu của cái thằng danh trơn thì nó thành phi danh trơn. Avicca nama banh nhất tí. Avicca nama banh nhất tí. Avicca mana banh nhất tí. Cái đó là phi danh trơn. Phi danh trơn là chỉ ra những cái mà nó không có thật. Thí dụ như mình đặt tên cho cái người này là đàn ông, người kia là đàn bà, rồi con gái, rồi con trai, thì cái đó nó gọi là cái đó không có thật. Nó chỉ là một cái danh từ của cái cuộc đời, của cỡ ngoài đời mình đặt với nhau thôi. Rồi cái phần thứ ba đó thì nó chỉ có hai loại thôi. Thì chư vị có thể bắt đầu mình combine, mình cộng những cái đó với nhau, mình thay đổi nó, thì cái chữ danh trơn bắt đầu nó mới cặp với chữ phi danh trơn thì thành số 3. Danh trơn, phi danh trơn, tiếng Pali này gọi là Vichcha-mana Avicca-nama banh nhất tí, tức là danh trơn, phi danh trơn, tức là danh trơn, phi danh trơn chế định. Avicca, cái chữ Avicca thứ phía sau, rồi chữ Avicca đằng trước, khi mà quý vị combine lại á, danh trơn phi danh trơn thì mình cặp hai chữ đó lại với nhau, lúc đó sẽ thành là Avicca mana, Avicca mana banh nhất tí. Cái thứ ba mình liên tục mình lúc nào mình đổi ngược trở lại là phi danh trơn, danh trơn chế định. Phi danh trơn chế định, lúc này mình đổi ngược trở lại trở thành là Avicca mana, xong rồi Avicca mana banh nhất tí. Đến phần thứ năm là danh trơn chế định. Đến phần thứ năm, danh trơn chế định. Lúc này thì mình sẽ
hai cái chữ danh chơn mình cặp lại với nhau là Vichcha Nama, rồi một lần nữa Vichcha Nama Bành Nhất Tý, lúc đó cặp lại. Xong rồi phần cuối cùng á, là mình lấy hai chữ phi danh chơn mình cặp lại với nhau nữa là Vichcha Nama Vichcha Nama Bành Nhất Tý, mình cặp lại một lần nữa, thành ra là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, rồi phi danh chơn chế định. Quý vị coi lại trong cái phần, trong cái sách của thầy á, cái phần mà quanh danh chơn chế định á quý vị, cái chỗ đó là nó là Vichcha Na Má chứ không phải là Ma Ná nha. Nếu mà quý vị có cái bản gốc quý sửa lại cái chỗ đó nha. Cái phần danh chế định là Na Má, mà mình đánh chữ nó bị ngược lại đó quý vị, thành ra N trước rồi mới M sau nha. Quý vị sửa dùm Nguyên Như lại cái bài cũ đó. Dạ đúng rồi Nguyên Trang, Vichcha Na Má chứ không phải là Ma Ná như là trong cái sách ta bị in lộn đó nha. Rồi Nguyên Như ôm lại. Cái này thì cũng không khó, nhưng mà mình lâu quá mình không đọc mình sẽ bị lộn hoài đó. Danh chơn chế định là Vichcha Na Má Bành Nhất Tý, phi danh chơn chế định á Vichcha Na Má Bành Nhất Tý, danh chơn phi danh chơn chế định Vichcha Na Má á Vichcha Na Má Bành Nhất Tý, phi danh chơn chế định á Vichcha Na Má Bành Nhất Tý, danh chơn chế định Vichcha Na Má Vichcha Na Má Bành Nhất Tý, phi danh chơn chế định Vichcha Na Má Vichcha Na Má Bành Nhất Tý. Trở lại là khi mà mình dùng chữ danh chơn á thì mình nói về tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, phi danh chơn thì mình nói về giống như cuộc sống ở ngoài thế gian, đàn ông đàn bà, nhà cửa, con trai con gái gì đó. Rồi cái phần thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định. Thì cái lúc này trong cái câu của mình á, mình có hai phần. Phần trước thì mình dùng chữ danh chơn, phần thứ nhì mình dùng phi danh chơn. Thí dụ như tâm tham của người đàn ông hay là tâm sân của người đàn bà, thì cái danh chơn rồi tới phi danh chơn. Khi mà mình nói về phi danh chơn thì mình sẽ nói là cái phi danh chơn, tức là cái tục đế trước rồi tới chân đế sau. Thì mình sẽ nói là thí dụ như ông này có cái tâm tham, bà kia có cái tâm sân, đó thì ra nó đổi ngược trở lại. Rồi khi mình nói về danh chơn chế định á, thì cả hai cái vế đầu vế sau của cái câu nói của mình đều là danh chơn chế định hết, danh chơn chế định hết. Thì giống thí dụ như nói tâm sanh diệt, hoặc là ngũ uẩn á, thì nó gồm có năm uẩn, thì nó giống như là cả hai đều là nói về chân đế hết. Và cái số 6 phi danh chơn chế định là mình nói hoàn toàn giống như là ở tục đế ở ngoài mình đây, là thí dụ như Nguyên Trang đang nấu cơm, con chó nó cắn con gà, tức là quý vị cứ hiểu là bình thường ở ngoài đời mình sống với nhau, mình đi làm, mình đi vô công sở, mình dùng tất cả là phi danh chơn chế định hết á. Trừ khi nào mình có học bộ môn này á, thì mình mới biết là cái chữ danh chơn thôi. Còn ngoài ra là mình xài phi danh chơn hết nha quý vị. Nói vậy cho nó dễ nhớ. Bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua cái phần ôn kế tiếp là về cái nghĩa chế định. Nghĩa chế định là Ách Tháp Bành Nhất Tý. Cũng như bấm lên. Ách Tháp Bành Nhất Tý. Ách Tháp Bành Nhất Tý có nghĩa là cái chế định về ý nghĩa, hay là mình đặt tên về một cái ý nghĩa gì đó để mà mình có thể mà commune, mình có thể trao đổi với nhau mà mình hiểu được với nhau qua những cái ý nghĩa đó. Thì về cái chế định về ý nghĩa này, nghĩa chế định này nó có 7
phần tất cả. Thứ nhất, nó là hình thức chế định. Hình thức chế định thì nó gọi là Santana Panyatti, là những cái hình thức ở bên ngoài như là vuông, tròn, méo, thẳng, cong. Những cái hình thức mà mình dùng như vậy thì mình hình này hình kia đó quý vị, nó gọi là như vậy, là hình thức chế định. Cái thứ hai nó gọi là hiệp thành chế định, Samuha Panyatti, là những cái thứ hoặc là nhiều thứ ráp lại giống như là rui mè kèo cột, nó hợp lại thành một cái nhà, thì đó gọi là hiệp thành chế định. Cái số 3 nó là chúng sanh chế định, Satta Panyatti. Những thí dụ như là người, trời, chư thiên, Satta Panyatti. Thứ 4 nó là phương hướng. Phương hướng là Dissa Panyatti. Dissa Panyatti là thí dụ đông, tây, nam, bắc, đặt ra để mà mình hiểu phương hướng. Cái đó gọi là phương hướng chế định. Cái phần số 5 thì nó gọi là thời gian, hoặc là có những cái bản niêu người ta gọi là thời tiết chế định nha quý vị. Thời gian hoặc là thời tiết chế định thì tiếng Pali là Kala Panyatti. Kala Panyatti. Mình có thể nói thí dụ như là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ để mình biết buổi sáng, buổi chiều, 5 giờ sáng, 6 giờ chiều, hoặc là dùng thời tiết như là xuân hạ thu đông để mình phân biệt về cái thời gian hay là thời tiết để mình nói chuyện với nhau. Cái phần thứ 6 là hư không chế định, Akasa Panyatti. Akasa Panyatti, khoảng không hay là không gian, những cái chỗ mà những khoảng trống, những cái khu hư không ở trong không gian, như là những cái lỗ, những cái hang, hoặc là giếng, hoặc là ao, cũng như là những sông, những biển, thì cái đó chính là những khoảng không, thì gọi là hư không chế định, Akasa Panyatti. Về cái phần thứ 7 thì có hai cách gọi, cũng có nơi gọi là tiêu biểu chế định, cũng có nơi gọi là hình tướng chế định. Tùy theo cái bản niêu của quý vị thì mình cứ hiểu nó. Mình đọc sách thì mình có nhiều từ khác nhau để mình hiểu thêm ha quý vị. Có thể là tiêu biểu chế định, có thể là hình tướng chế định. Và sa thú Nguyên Trang. Nimitta Panyatti. Nimitta Panyatti. Thì cái tiêu biểu chế định này á, thì ở phía trong nó lại được chia làm hai loại. Thứ nhất đó là một cái loại tiêu biểu thông thường. Chẳng hạn như là mình dùng cái bảng hiệu. Bản hiệu mà mình quảng cáo đó quý vị. Thứ hai cũng có thể là cái chữ viết đó, nó cũng gọi là tiêu biểu thông thường của một cái quốc gia đó nữa, là cái chữ viết tiêu biểu thông thường. Cái phần thứ hai đó nó gọi là tiêu biểu đặc biệt. Thì tiêu biểu đặc biệt này nó gồm có các đề mục giống như các xí ná ở trong khi mà mình thiền, rồi những cái án xứ trong thiền, rồi những cái nimitta, thì những cái phần đó trong khi mà mình thiền tập, mình ở trong pháp hành thì người ta gọi nó là những cái tiêu biểu đặc biệt. Trong cái phần mà danh chế định và nghĩa chế định thì thầy kinh có chia ra làm hai loại để cho mình phân biệt. Cái thứ nhất á, nhiều khi mình dùng cùng một cái danh nhưng mà nó lại khác cái nghĩa. Rồi thầy cho thí dụ như là tâm có tâm, thì cái chữ tâm đầu tiên á, thì theo như hiểu thì nó là cái tên của một cái anh đó, tên tâm. Ví dụ như anh Chánh Tâm vậy đó. Cái thứ nhì thì có tâm, tức là cái tâm này thì mình đang nói về cái thực tính pháp, là cái tâm là cái chích pháp. Thành ra khi mà mình nói một cái chữ là một cái câu là tâm có tâm, có nghĩa là phía trước nó là phi danh chơn chế định. Cái phần thứ hai nó chính là danh chơn chế định. Phải không quý vị? Tâm có tâm, tức là cùng danh nhưng mà nó khác nghĩa. Rồi cái phần thứ hai nữa đó, nó cũng có thể mình xài cái câu trong cái trường hợp là cùng nghĩa mà nó khác danh. Thí dụ như là ở ngoài Bắc á, thì mình gọi là quả bóng, còn ở trong Nam thì mình gọi là trái banh. Tuy là quả bóng với trái banh á, quý vị thấy cái ý nghĩa nó rất là giống nhau, nó cùng chỉ một cái thứ hết, nhưng mà cái danh từ mình gọi khác nhau.
Thành ra trong danh chế định và nghĩa chế định ở đây á, mình có hai loại, có thể là cùng danh và phát, à, khác nghĩa, mà cũng có thể là cùng nghĩa mà khác danh nha quý vị. Bây giờ Nguyên Như sẽ cho một cái câu hỏi ra, xong rồi cái quý vị có thể cầm mic để quý vị nói rõ thêm về cái câu trả lời, để mà mình hiểu rõ thêm về cái bài của ngày hôm nay nha quý vị. Dạ, sa thú anh Panaramsi, cũng không có nhiều đâu anh, tới hết cái phần của tục đế thôi anh Lý. Sa thú anh Lý vào lớp. Nguyên Như thí dụ ra sắc pháp và niết bàn, thì Nguyên Như cho hai cái chữ sắc pháp và niết bàn này, thì quý vị nghĩ nó là danh chế định hay là nghĩa chế định? Rồi nếu là danh hay là nghĩa thì nó thuộc lại phần nào? Dạ, Nguyên Như xin mời quý vị trả lời. Câu hỏi là sắc pháp và niết bàn, thì quý vị chia theo cái chi pháp nó là phần gì? Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. Dạ anh Bài, cái hiệp thành chế định á là samuha ban nhất tí, cái đó là những cái gì mà mình là những cái tập hợp thì mình gọi là hiệp thành chế định. Thí dụ như là cái nhà, chiếc xe đạp, chiếc xe hơi, chứ nó không phải là chư thiên nha anh. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. À, Nguyên Như ơi, sau cái phần hợp thành chế định, rui màn cào cột thành một cái nhà, đó là cái thứ kế tiếp á, mà Nguyên Như lấy ví dụ là chư thiên á, là cái đó gọi là cái gì? Cái chỗ đó là chúng sanh chế định anh. Thí dụ như con người, gà, vịt, chư thiên, phạm thiên, nó là chúng sanh chế định. Sắp ta banh nhất tí. Nếu mà nói như vậy á, thì về cái hiệp thành á, nó cũng có chư thiên nữa, và cũng có chúng sanh nữa. Tự gì nó là những cái lắp ráp lại mà. Thành ra cả hai mình đều thí dụ là hiệp thành được hết. Tự gì thí dụ như là Nguyên Như nói á, là chư thiên dục giới, hoặc là người, mình đều có năm quẩn hết. Năm quẩn có phải là mình ráp với nhau không? Là thọ tưởng hành thức, mình phải có năm quẩn, mình ráp năm cái quẩn lợi mới thành một cái chư thiên dục giới, hoặc là một cái con người của mình đây. Thành ra cái đó gọi là hiệp thành chế định, là chư thiên cũng đúng luôn. Rồi chúng sanh chế định đó, thì mình đặt tên ra giống như một cái phần chúng sanh đó, loài người, loài thú, gà, vịt, chư thiên, phạm thiên, nó đều đúng hết anh, cả hai đều có thể ví dụ là chư thiên được hết. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. Dạ, câu hỏi của Nguyên Như là nếu mà Nguyên Như nói về sắc pháp và Nguyên Như nói về niết bàn, thì quý vị phân tích cái đó chi pháp là danh chế định hay nghĩa chế định, rồi cái phần nào trong danh chế định hay là cái phần nào trong nghĩa chế định. Xin mời quý vị. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. Nam Mô Bích Thay Giá. Nguyên Như ơi, Nguyên Như đọc cái câu hỏi là gì để bấm lên cho mọi người, người ta đọc cái câu hỏi cho dễ phân tích hơn Nguyên Như. Rồi Nguyên Như lên nha, có gì Nguyên Trang bấm cho nha. Rồi mời Nguyên Như ha. Dạ, sa thú Nguyên Trang. Câu hỏi là sắc pháp
và Niết Bàn. Thì nó thuộc về danh chế định hay là nghĩa chế định? Rồi phân tích sâu vô trong luôn, nó là phần nào của danh chế định và phần nào của nghĩa chế định, nếu mà quý vị đó dạ anh Chánh Tâm Nguyên Trang là thư ký anh Chánh Tâm Sa Thú anh. Câu hỏi là sắc pháp và Niết Bàn thì nó là danh chế định hay là nghĩa chế định và phân tích ra? Dạ Nguyên Như xin xuống mít ạ. Như xin mời cả nhà nha. Dạ kính lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo, cho kính chào đạo tràng, cho Quán Thiện cho mình trả lời được không vậy? Mới chạy về nhà nghe câu hỏi, không biết cả nhà nãy giờ đã học tới đâu rồi, nãy giờ không được bài. Cái câu hỏi là, để đọc lại của cô Thiện có ghi đây. Sắc pháp và Niết Bàn thuộc về chân chế định hay nghĩa chế định? Tức là nguyên cả câu hay là chỉ có câu hỏi về sắc pháp và Niết Bàn? Cái này chắc là nếu mà tách cái câu này ra làm hai á, tức là sắc pháp và Niết Bàn không á, thì cái đó là danh chế định, nó thuộc về danh chơn. Khoan nha. Còn về cái phần thứ hai là về danh chế định hay nghĩa chế định, thì cái đó là nó thuộc về nghĩa chế định rồi. Tại vì nó là thuộc về từ ngữ chế định. Thì chắc là hình tướng quá. Rồi, hồi tạm thời xuống mic luôn. Xin hết ạ. Dạ, mình lên mình góp ý kiến thôi. Trước hết xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, và con kính đánh lễ Sư Thanh Tâm, và con kính đánh lễ, con kính chào đạo tràng. Như nãy anh Lý nói á, thì mình cứ bố thuốc, thì theo mình nghĩ sắc pháp và Niết Bàn thì nó là trong cái danh chế định, nó là danh chơn và danh chơn, tự vì sắc pháp và Niết Bàn thì nó là trong cái danh chế định. Còn nghĩa chế định thì mình nghĩ, mình không biết cái từ nào để nói ra, nhưng mà theo mình nghĩ về trong cái sắc pháp và Niết Bàn là chỉ về danh chơn. Dạ, mình xin xuống, xin có ai xin bổ túc thêm ạ? Cảm ơn ạ, xin xuống mic ạ. Dạ kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, dạ con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Dạ con dạ con có cũng chưa hiểu câu hỏi lắm, nhưng mà nếu mà nói về sắc pháp á, thì nó là danh chơn, và Niết Bàn cũng danh chơn, nhưng mà nói về nghĩa của những cái từ này á, nó lại là phi danh chơn, thành ra hàng nghĩ nó là cả hai. Nếu mà nói về sắc pháp riêng á, thì nó là danh chơn và cái tính thật của nó. Nhưng mà khi nói về cái nghĩa của, giống như thân biểu tri, khẩu biểu tri, hay cái nghĩa của cái sắc tính nam nữ, thì nó lại qua cái phần phi danh chơn. Vì cái ý nghĩa nó mang cái định nghĩa của những cái từ này, thì nó lại là qua phần phi danh chơn. Dạ, xin xuống mic. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh chào toàn thể đạo tràng.
Nguyên Như ơi, Nguyên Trang nghĩ là mọi người có hiểu lầm đúng không ạ? Tại vì ở đây á, Nguyên Như muốn hỏi cái nghĩa chế định ở đây là nó nằm trong 1 đến 7 là hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định và tiêu biểu chế định đúng không ạ? Đó, nên Nguyên Như nên ý là Nguyên Trang hỏi là như vậy đúng không? Dạ, ở đây là hồi nãy Nguyên Như đưa ra cái câu hỏi, Nguyên Trang đọc lại cái câu hỏi nha. Cái câu hỏi là sắc pháp và niết bàn thuộc về danh chế định hoặc hay nghĩa chế định hoặc nghĩa chế định đúng không Nguyên Như? Thì ở trong đây ý là thí dụ như mình biết Nguyên Trang sắc pháp thì là danh chơn chế định và niết bàn cũng là danh chơn chế định. Còn cũng như là Nguyên Như kêu là nếu mà nó về nghĩa chế định thì nó thuộc một trong bảy cái là thuộc về cái gì đúng không? Một trong hai cái trước. Dạ đúng rồi, cái này thì Nguyên Trang nghĩ là nó ở bên đây là danh chơn chế định thì nó nằm bên cái bên danh, thì Nguyên Trang nghĩ là hai cái câu một sắc pháp và niết bàn là như vậy, còn cái phần nghĩa chế định là Nguyên Trang đi xuống đó. Nãy giờ mọi người Nguyên Trang nghĩ nó lộn qua cái phần nghĩa là dịch qua bên kia đó Nguyên Nhân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ Bang Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bạn đạo hữu và đạo tràng. Dạ, thì sắc pháp và niết bàn. Sắc pháp thì nói về cái sự thật của cái bản của sắc pháp, thì cái đó là cái đó là danh chơn, cái đó bên phần danh chơn chế định. Và niết bàn cũng là nói về cái sự thật của cái thì cũng là danh chơn, hình hai cái là sắc pháp và niết bàn là danh chơn chế định, bên phía danh chơn. Còn nếu mà cái chữ sắc pháp mà có người hiểu rằng là tổng hợp của tất cả những cái thành phần nhỏ địa thủy quả phong sắc sắc thần kinh nhãn sắc thần kinh nhĩ vân 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 28 cái đó thì cái đó là nếu mà người mà đi vào cái hướng nghĩ như vậy đó thì cái đó trở thành nghĩa chế định và là bên cái phần hiệp thành chế định, tại vì sắc pháp thì gồm có 28 sắc. Nếu mà người nhìn vào cái khía cạnh đó thì nói cái đó là hiệp thành chế định. Yeah. Ok, dạ, mấy xin xuống mic. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và kính chào đạo tràng. Hồi nãy giờ thì mấy Phật tử cũng đã nói về sắc pháp với lại niết bàn là danh chơn chế định và phi danh chơn chế định. Thì con nghĩ rằng là cái sắc pháp thì cũng có địa thủy hỏa phong thì cũng có thể là nghĩa chế định vì nó nằm trong cái hình thức chế định. Thì ở hình thức chế định là những cái hình thức bên ngoài như là địa cầu thì nó hình tròn, còn nước thì nó cũng có cái dòng chảy của nó, thì hỏa thì nó cũng có, phong thì nó cũng có. Thì con nghĩ rằng là những hình thức bên ngoài như vuông tròn méo thì đó là hình thức chế định. Thì con xin góp ý vậy thôi. Dạ, con xin xuống mic.
anh Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ không thấy ai hết. Nhưng mà có một cái con không biết, con suy nghĩ như vậy nè. Cái mà mình, cái Niết Bàn đó, thì mình có thể nói là một cái nơi chốn, một cái phương hướng, một cái nơi chốn, thì không biết là mình có thể nói là phương hướng chánh định không? Dạ không. No. Ok rồi, Nguyên Trang xin xuống mic rồi. Dạ, không có, nếu mà không có ai cầm mic thì mời Nguyên Như nha. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nguyên Như thấy khi mà mình đặt một cái câu hỏi ra, mình quay trở lại đó quý vị. Thành ra những cái của mình nghĩ là mình hiểu rồi á, thì mình chưa chắc mình hiểu đúng phải không quý vị? Thành ra bây giờ mới hiểu là khi mà người ta nói á, là học càng nhiều á, thì thấy nó càng sâu. Tự vì chưa chắc là mình hiểu. Mình hiểu cái câu hỏi mà mình ngồi mình phân tích càng hiểu, thì nó hình như là nó không phải câu hỏi đại học đâu hà. Nguyên chỉ biết ra, Nguyên Như chỉ biết ra một câu hỏi thôi, mà khi mà ngồi nghe mọi người trả lời á, là bắt đầu mới thấy quẩn á, nó đi càng xa. Đúng rồi đó, đó anh Lý, nó không có đơn giản như là nhiều khi mình học một lần á, chứ mình thấy wow cái này dễ ẹt hà, không có đâu nha. Đó, vô một câu hỏi rồi ngồi căng cả đầu suy nghĩ đó nha. Nguyên Như nghĩ á, bây giờ cả nhà đi theo thử ha. Khi mà mình nói về cái mình học nguyên cái phần định nghĩa của cái pháp tục đế rồi, thì bây giờ mình nói cái chữ khi mà người ta nói sắc pháp thì quý vị nói là cái gì? Khi mà mình nói sắc pháp thì giống như là hồi nãy mình có định nghĩa trên những cái gì mà mình nói, đặt một cái tên cho những cái pháp tục đế, chẳng hạn như tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thì nó gọi là danh chơn chế định, nó là chơn đế. Thì cái danh từ mà mình đặt tên cho những cái chân đế, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn đó, nó chính là danh chơn chế định. Thì quý vị có phải phân tích ra đó là sắc pháp là danh chơn chế định, mà niết bàn cũng là danh chơn chế định. Nếu mà mình nhập lại cái câu đó, sắc pháp và niết bàn, thì cái câu đó là danh chơn chế định, giống như anh Lý phân tích chính xác luôn. Rồi bây giờ cái phần, qua cái phần thứ nhì, là nó có thuộc về nghĩa chế định hay là không. Thì mình đi từ từ ha, thử coi mình trả lời được câu này đúng hay không. Khi mà mình nói là sắc pháp và niết bàn, bây giờ về nghĩa chế định, thì quý vị quay trở lại, nghĩa chế định nó có hình thức, hiệp thành, chúng sanh, phương hướng, thời gian, hư không và tiêu biểu. Bây giờ nói về cái sắc pháp chung chung như vậy, quý vị nghĩ cái sắc pháp này nó có đi vô là vuông, tròn, lớn, nhỏ được không? Nếu mình nói sắc pháp nó có cái vuông, tròn, lớn, nhỏ được không quý vị? Yes hay no? Được, được chứ sao không được? Thí dụ như mình nói cái này là cái thân của mình, cái phần đất trong người mình. Mình thấy nó nặng, nó nhẹ, nó vuông, nó tròn. Được không quý vị? Ok, vậy mình thông qua nhất, nó được ha. Cái thứ hai, cái thứ hai, nếu mà mình nói sắc pháp đó, nếu mà cái về thứ hai, hiệp thành chế định, mình nói cái sắc pháp nó là thí dụ cái nhà, rồi cái xe, cái xe hơi, được không quý vị? Mình nói sắc pháp đó là cái đó được không? Được, ok. Là thứ hai thông qua, đúng luôn phải không? Nguyên Như chỉ nói sắc pháp nha, Nguyên Như chưa nói niết bàn. Cái phần thứ ba, bây giờ nói chúng sanh chế định. Ví dụ mình nói, ồ sắc pháp của anh này tốt quá, sắc pháp chị này tốt quá, được không quý vị? Chúng sanh chế định được không? Rồi, là ba cái được rồi ha. Cái thứ tư, cái sắc pháp mình nói đông tây nam bắc được không quý vị? Cái sắc pháp nên mình nói về phương hướng được không?
Thí dụ như Nguyên Như nói là hôm nay gió nó thổi hướng Tây Bắc, hay là hôm nay gió nó thổi hướng Đông Nam, có thể là mình dùng cái sắc pháp đó vô cái phương hướng không quý vị? Dạ được, đúng rồi, bốn cái. Cái thứ năm, bây giờ nói về thời gian. Xuân hạ thu đông, 1 giờ, 2 giờ. Thì cái sắc pháp mình có diễn tả bằng cái thời gian được không quý vị? Vậy thông qua số 5 luôn ha, xong qua thời gian. Ok, bây giờ sắc pháp mình nói về cái hư không chế định. Akasa banh nhất tí, quảng không hay là không gian. Ok, được luôn phải không? Rồi về tiêu biểu được không? Sắc pháp mình dùng tiêu biểu được không? Mình có cái nimitta, có kasina lúc mình ngồi thiền được không? Rồi được luôn. Như vậy là danh chế định, nghĩa chế định có hết rồi. Xà thú, hiểu hơn được chút xíu ha. Ok. Như vậy là Nguyên Như nghĩ ra được một cái cách đó, khi mà mình suy nghĩ mỗi cái câu hỏi hoặc mấy câu trả lời, quý vị, nếu mà cái câu hỏi đó mình thấy khó đó, cứ mình cứ chẻ nhỏ nó ra, mình chẻ nhỏ nó ra nữa, mình chẻ nhỏ nó ra nữa. Giống như là khi mà Nguyên Như đặt ra cái câu hỏi đó thì quý vị đâu có đi từng cái phần giống như vậy phải không? Nhưng mà khi mà mình, cái cách mình suy nghĩ như vậy á, là cái cách mà thầy kinh chỉ hồi xưa dạy cho mình á, mình phân tích câu hỏi mình chẻ nhỏ ra, rồi cái câu lời trả lời mình chẻ nhỏ ra, mình đi mà mình mắt trên từng cái, mình soi vô từng cái á, thì mình trả lời có thể đúng và có thể sai. Nhưng mà khi mà sai và đúng của mình á, nó có theo chi pháp, và mà nếu mà mình trật á, mình biết trật vô cái chỗ nào luôn để mình sửa ngay cái chi pháp của chỗ đó, thì ngay cả sai nữa mình cũng dễ sửa và rất dễ nhớ ha quý vị. Rất là xa thú cả nhà. Như vậy là nói chung á, là khi mà cái câu này nó chia ra là danh chơn, phi danh chơn, chế định rồi đó, thì mình về cái phần sắc pháp á, thì mình nó sẽ có tất cả hết. Rồi bây giờ mình chia nhỏ ra nữa, mình sẽ chia qua cái phần là niết bàn. Ok, cả nhà đồng ý là niết bàn đó là danh chơn chế định rồi ha. Tự vì nó chỉ là cái pháp thực tính phải không? Cả nhà đồng ý không thì cho tín hiệu nha. Hồi nãy mình nói ai cũng trả lời là niết bàn là thuộc về danh chơn chế định, đúng rồi ha. Mình đồng ý nhau hết ha. Ok, bây giờ mình đi qua sau một cái phần nữa là về nghĩa chế định. Thì quý vị, hồi nãy quý vị mới nói đó là cái niết bàn này không phải là nơi chốn, không là phải là một cái chỗ, nó chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Thì như vậy thì niết bàn nó có áp dụng vô trong cái nghĩa chế định được không? Để Nguyên Như xuống mic, quý vị cầm mic lại ha. Ok, như vậy là cả nhà không đồng ý là cái Nibbana nó có cái nghĩa chế định. Cái lý do mà cái Nibbana không có nghĩa chế định là gì vậy quý vị? Quý vị còn nhớ không? Từ Nibbana nó không có phải là một cái nơi chốn, nó chỉ là một cái trạng thái, rồi nó là một cái chân đế vô vi nữa. Thành ra Nibbana thì nó chỉ áp dụng được trong danh chế định, mà Nibbana không có áp dụng được với cái nghĩa chế định. Cả nhà có đồng ý với Nguyên Như vậy không? Xin cho câu trả lời nha. Nibbana không có áp dụng được ở trong nghĩa chế định ở đây. Rồi anh Chánh Tâm đồng ý, ai đồng ý nữa? Anh Lý đồng ý, Nguyên Trang đồng ý ha, Quanh Phan đồng ý ha. Hà có đồng ý với Nguyên Như không? Kevin có đồng ý không? Anh Bài. Như vậy là cả nhà mình cùng đồng ý là cái Nibbana nó không có phải là một chỗ, không phải là nơi chốn, thì nó sẽ không có áp dụng với nghĩa chế định này rồi. Ok. Xà thú, xà thú, xà thú. Bây giờ Nguyên Như có ôm một cái câu hỏi của ngày xưa mà thầy Kinh có đặt ra cho lớp cũng rất là hay. Có một hai câu hỏi nữa là
Một cái câu hỏi nữa, sắc pháp đó là pháp của người nam hay là pháp của người nữ vậy quý vị? Nguyên Như xin nhường mic lại cho đạo tràng nha. Nguyên Trang có thể đánh xuống ha. Sắc pháp là pháp của người nam hay là pháp của người nữ? Dạ, Nguyên Như xin xuống ạ. Sa thú, cả nhà trả lời đúng rồi đó. Câu trả lời là sắc pháp là của chung hết, ai cũng có hết. Câu tiếp nữa là đất nước lửa gió thì là pháp chân đế hay là pháp tục đế ạ? Đất nước lửa gió là pháp chân đế hay là pháp tục đế? Đất nước lửa gió là pháp chân đế hay là pháp tục đế? Rồi, mọi người đều là chân đế hết nha. Pháp chân đế. Dạ, sa thú cả nhà. Sao Kevin nói là pháp tục đế vậy Kevin? Xin mời Kevin nha. Cũng như xin xuống mít ạ. Dạ, cái đất nước lửa gió là cái tên. Cái tên đặt cho cái đó là cái đó. Nhưng cái trạng thái nó mà là chân đế, trạng thái nó mà là chân đế, nhưng mà cái tên mình đặt cho nó là giống như thằng Mỹ hoặc là con mèo hoặc con chó. Bây giờ mình đặt cái đó đó là đất, cái đó là lửa, cái đó là gió, thì cái tên là tục đế chứ hả? Còn cái trạng thái mới là cái chân đế mà hả? Dạ, con xin xuống mic. Ok, theo như ý của Mỹ nói á, là khi mà mình nói về đất nước lửa gió đó thì nó có hai kiểu. Mình nói là chân đế cũng được, mình nói là tục đế cũng được. Ý của Mỹ nói là vậy ha. Rồi, xin mời anh Lý nha. Anh Lý không đồng ý nè, xin mời anh lên nha. Đất nước lửa gió là cái từ ngữ để mình diễn tả với nhau thôi. Đương nhiên là cái từ ngữ cái để mình nói đó là chế định, là tại vì người Việt thì nói đất nước lửa gió, Mỹ thì nó nói cũng bốn ý nghĩa đó mà nó nói theo kiểu khác. Nhưng mà mình phân tích tới cái kiểu đó thì nó không còn cái gì, nó không có diễn tả được cái ý. Cho nên là đất nước lửa gió, bây giờ mình nhìn trong bản nêu mình thấy cái pháp chân đế nó có địa thủy hỏa phong hỏa phong. Và khi nói đến địa thủy hỏa phong hoặc là đất nước lửa gió thì chúng ta có cái khái niệm, có cái sự hiểu biết địa thủy hỏa phong là gì, và nó là pháp chân đế thì nó thuộc về nó nói như vậy, đó là danh chế định thuộc danh chơn. Thì thì cái bản chất của cái chế định là nó tới mức độ đó, còn mà bẻ vô sâu nữa đó là đi sâu vô cái thiền quán rồi để thấy hơn, đi tới mà cái vô ngã nữa thì cái lúc đó cái chế định nó đã bốc hơi, nó tan biến rồi, nó không còn là cái chỗ đó là Nibbana rồi. Cho nên là ở đây mà mình đang nói cái chuyện mà chế định đó, thì mình nói xa quá nữa thì nó mất hết ý nghĩa của cái chữ chế định rồi. Dạ, xin hết. Sa thú anh Lý. Như vậy á, khi là mình dùng cái chữ đất nước lửa gió thì mình đồng ý với nhau nó là chế định đi ha, chứ nó không phải là tục đế. Nó là chân đế, nó là chân đế. Khi nói đến đất nước lửa gió là chân đế. Chẳng hạn như mình ngồi thiền mà mình nói hôm nay mình ngồi thấy mình thấy không có cái thân, không có mắt tai mũi lưỡi gì hết, mà nó chỉ là một cục, nó thấy chất nặng thôi, tức là mình đã thấy cái tướng của đất là thấy cái chân đế rồi đó quý vị. Hoặc là mình thấy cái hơi thở của mình á,
khi hít vào thở ra mình thấy cái sự nóng lạnh ở đó, tức là mình đang thấy khí cảnh của lửa, thì mình cũng là thấy chân đế rồi đó. Nhưng mà đương nhiên là lúc nào mình cũng phải dùng một cái danh chế định để mà mình communicate, để mình nói chuyện với nhau. Chứ mình đâu có thể là khua tay múa chân mình dùng thân biểu tri, mình cũng phải dùng khẩu biểu tri nữa. Thì để giống như cái phần đó là mình cũng phải dùng cái, khi mà mình nói cái phần chân đế, mình cũng phải bắt buộc để dùng và cái tục đế để mình diễn tả nữa. Đúng rồi, Nguyên Trang nói đúng rồi. Chứ nếu không thì làm sao mà mình có thể học quy vị pháp với nhau được, không quý vị? Mà giống như là mình vô cái phần sau này mình học thực tính pháp, tất cả đều là sự thật của thực tính pháp, nhưng mà mình cũng phải dùng một cái chữ tương đối, là mình phải cũng bắt buộc phải dùng danh chơn và phi danh chơn chế định, bắt buộc không thể nào mà không có. Nếu mà mình ở trong thế gian này thì mình không thể nào mà thoát được hết. Đó. Những cái câu hỏi này của thầy đặt ra cũng hay quá hay quý vị. Rồi thì cái câu trả lời của thầy, đất nước lửa gió là pháp chân đế hay là pháp tục đế, thì ở trong đây mình chỉ đơn giản mình nói là nó pháp chân đế hay quý vị. Nếu mà nói sâu xa như Mỹ á, thì cũng không phải là sai đâu, nhưng mà trong cái giới hạn của bài học mình mới đây á, thì mình gọi là nó là pháp chân đế ha. Rồi một cái câu nữa, tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện, cái nào đúng? Xin Nguyên Trang post lên câu hỏi ha. Tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Câu số 3, tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Sư Nguyên Thông mà tâm thiện là tâm ha. Anh Bài cũng tâm thiện là tâm. Tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện? Quý vị thấy cái nào đúng? Anh Lý sai hết ha. Xin mời anh Lý nha. Như xin xuống bích ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, cũng kính đại chào đạo tràng kính. Tâm thiện là một loại tâm, chứ không thể nào nói tâm thiện là đơn giản là tâm được. Còn tâm là ý nói hết tất cả các loại tâm, thì nó có cái bất thiện, nó có vô ký, nó có tâm quả, nó có duy toát đủ thứ hết trơn. Cho nên là tâm thì không thể nào chỉ là tâm thiện được. Cái mắc mú ở chỗ cái phần số 2 mọi người dễ hiểu, mắc mú cái chỗ cái phần đầu là tâm thiện là tâm á, mà nó phải ghi thêm chữ một loại tâm nữa thì mới đúng. Chứ mà tâm thiện mà là tâm, nó cũng y chang như cái vế thứ hai, là chỉ là đảo ngược thôi. Tại chữ là đó, mình phân tích theo cái nghĩa vô ngại giải thì nó là dấu bằng. A là B, tức là A bằng B, mà chữ A bằng B tức là B bằng A. Mình mà nói tâm thiện là tâm là cũng trật lất. Tâm thiện là một loại tâm thôi, chứ không thể nào mà tâm thiện là tâm, tức là tâm thiện là tất cả tâm đó. Cái mắc mú ở chỗ đó giờ xin hết. Dạ rồi, lên tiếp. Không trả lời là tại vì cũng có lý do, là tại vì khi mình nói đến tâm á, thì nó chỉ đơn thuần là một cái biết thôi. Mà nếu mà nói đến tâm thiện là nó phải áp vô những cái thứ tâm sở kế bên, như là 25 tâm sở tình hảo, mà nó đi với loại gì, có trí tuệ không trí tuệ, thì khi mà mình nói đến vậy thì nó lại khác rồi. Nó qua thì nó tâm chỉ đơn thuần là tâm thôi, chứ còn nếu mà nó vô tâm là tâm thiện mà thiện là tâm thì hình như thấy nó hơi không đúng rồi. Rồi xong, xin trả mic lại. Còn ai nữa không? Nguyên Như thí dụ một cái cho nó dễ hiểu hơn ha. Bây giờ Nguyên Như nói anh Lý là người hay là người là anh Lý? Bây giờ Nguyên Như nói thì anh nói là anh Lý là người. Ok. Rồi cái vế thứ nhì, người là anh Lý. Anh Lý là người, đúng rồi. Cần phải thêm, đâu có cần nó anh Lý là người rồi có hai tay, hai chân.
không, chưa trả lời câu đầu, để tự gì Nguyên Như muốn nói là cái câu hỏi nó cũng vậy thôi. Anh Lý là người mà phải người nam mới được, không phải người nữ hả? Ta thú. Ok. Cái câu trả lời đó là tâm thiện là tâm. Chứ không lẽ quý vị nghĩ tâm thiện là sắc hay sao? Nó tâm thiện là tâm chứ. Đồng ý không nè? Không sai luôn hả? Rồi mời anh Lý lại nha. Thì hồi nãy trả lời rồi đó. Bây giờ phân tách thì có nhiều kiểu nhìn vào nhiều góc độ. Bây giờ mỗi người giống như là sanh manh mô tượng. Mình muốn thuyết phục người ta nhìn theo góc độ của mình thì trình bày cái lý luận của cái sự trình bày của mình, nếu nó hợp lý thì cái sự lý luận đó nó có lý lẽ, nhưng mà đúng hay sai đó nó chủ cũng thuộc là chế định rồi. Bài học ở đây là chế định, mà đã là chế định rồi thì không biết là sẽ có phải là có duy nhất có một cái đúng hay là có duy nhất có một cái sai hay không thì cái đó là chưa rõ. Nhưng mà ở đây nói rằng trong các bộ môn khoa học cũng vậy, nếu mà nói là Nguyên Như là con người đó thì cũng có phần đúng. Nhưng mà nếu mà Nguyên nói Nguyên Như là con người thì nếu mà cái đó đúng rồi thì nói người là Nguyên Như thì cũng đúng luôn, phải không? Mà nếu mà như vậy thì lại không được. Mình phải có cái nhìn hai chiều. Chứ mình chỉ nhìn một chiều và cho rằng cái chiều đó đã là đúng rồi thì cái chiều ngược, nếu mà cái chiều ngược lại nó không đúng thì cái đó nó hơi kẹt. Chỉ như vậy thôi. Còn nếu mà nói rằng Nguyên Như là một loại người, thí dụ mà là người nữ, thì không thể nào mà nói rằng nếu mà Nguyên Như là một người, anh Mỹ cũng là người, như vậy thì anh Mỹ với Nguyên Như là giống nhau. Bây giờ nói, nếu mà nói là nó bây giờ nói thêm cái danh chân nữa đi, cái sắc pháp của Nguyên Như và sắc pháp của anh Mỹ nó giống nhau luôn hay không? Đó, cái đó là kẹt rồi. Dạ, thưa anh Lý, nếu mà như vậy Nguyên Như tiếp một câu hỏi nữa nha. Thánh nhân là A-la-hán hay A-la-hán là thánh nhân? Nếu mà phân tích theo kiểu anh Lý nói vậy, cả nhà trả lời tiếp câu tiếp ha. Thánh nhân là A-la-hán hay A-la-hán là thánh nhân? Cái phần nào đúng vậy quý vị? A-la-hán là thánh nhân. Còn người nào nói là thánh nhân là A-la-hán là đúng nữa không? Hay là chỉ có phần A-la-hán là thánh nhân mới là đúng? Dạ, thánh nhân là A-la-hán hay A-la-hán là thánh nhân? Còn ai nữa không nè? Còn ai nữa chắc lên đi. Ca Vinh sao? Ca Vinh im ru nè. Ca Vinh là A-la-hán là thánh nhân ha. Như vậy tại sao là cái phần thánh nhân là A-la-hán không đúng vậy? Ok, Nguyên Trang giơ tay lên đi nha. Tại sao mà thánh nhân là A-la-hán không đúng mà mọi người đều nói là hán là thánh nhân vậy? Xin mời Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thầy giá, sao sao nhiều người giỏi không mời mời hả? Mời Nguyên Trang. Ok, ví dụ A-la-hán ở đây á, là anh bài nói là A-la-hán là thánh nhân. Thì tại vì nếu mà nói thánh nhân không thì cũng có nhiều thánh nhân, đâu có phải. Ví dụ như mà tại vì mình nói ok, A-la-hán ở đây là thánh nhân thì mình biết cái đó là for sure là A-la-hán là thánh nhân, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nói thánh nhân thì cũng có nhiều thánh nhân. Ví dụ như ở bên đạo Chúa vậy, người ta cũng có cái người ta cũng kêu là thánh nhân nhưng mà có cái tên khác đó. Thì Nguyên Trang chỉ biết ví dụ như vậy thôi. Nguyên Trang thì hả, nhưng mà bên đầu em Nguyên Trang chỉ biết vậy thôi nha. Rồi Nguyên Trang xuống bếp. Nam mô Buddha, Nam mô Đam Ma, Nam mô Sangha. Dạ, theo mình hiểu thì là mình học là có bốn loại thánh nhân. Thánh nhân sơ quả, sinh nhân nhị quả, sinh nhân tam quả, thánh nhân tứ quả. Thì thánh nhân tứ quả mới là gọi là A-la-hán, còn mấy vị kia có cái tên khác. Thành ra
thành ra câu trả lời là A-la-hán là thánh nhân, chứ không phải thánh nhân là A-la-hán. Dạ, xin xuống tất cả. Như vậy cả nhà đồng ý với anh Mỹ rồi ha. Yes ha, đúng rồi phải không? Thành ra khi mà mình nói thánh nhân là A-la-hán á, là mình nói như vậy là mình nói không có đúng. Tự vì thánh nhân nó có bốn bậc lận, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4. Chứ tự nhiên mình nói thánh nhân là A-la-hán là mình phán có một bậc. Vậy là mình thiếu rồi, mình không đúng rồi chứ không phải là thiếu nữa. Nhưng mà nếu mà A-la-hán là thánh nhân thì nó chắc chắn. Thành ra ý của Nguyên Như nói là trong một cái câu, cái hai cái vế đó thì chưa có chắc á, là hai cái vế nó sẽ đúng cái vế này và đúng cái vế kia đâu quý vị. Mà nó có thể là nó chỉ là một chiều thôi. Chẳng hạn như là trời á, mà nó thổi gió lên á, mà nó se se lạnh á, thì nó có thể là nó sắp mưa. Nhưng mà trời mưa thì chưa chắc là có gió và se se lạnh, thí dụ vậy đó. Có hai, có thể có đi nhưng mà nó cũng không phải có lợi. Giống như là người đẹp á, thì dễ thương, mà người dễ thương là chưa chắc đẹp. Quý vị có đồng ý với Nguyên Như vậy không? Thành ra hồi nãy mà anh Lý nói là một cái vế đúng thì vế kia cũng đúng, thì Nguyên Như nghĩ là chưa chắc. Đó, đúng rồi, Nguyên Trang dùng cái chữ chưa chắc. Thành ra mình học kinh á, thì mình phải có cái chữ chưa chắc kế vô đó nữa thì nó bảo đảm hơn, để mình suy nghĩ ngược trở lại. Cả nhà đồng ý với Nguyên Như không? Cho tặng bông đi nha. Ok, thôi bây giờ cũng là 10:52 rồi. Ok, bà con còn ai có bông bông bông? bà con ai còn có câu hỏi về cái bài của ngày hôm nay không? Nguyên Như nghĩ khi mà mình có những cái câu hỏi mình đi sâu vô đó thì mình mới thấy, mình mới hiểu được cái bài á, là nó sâu hơn một tí nữa. Chứ mình mà đọc lơ tơ mơ, giống như mình đọc sách, mình đọc lơ tơ mơ như vậy thì mình cũng hiểu lơ tơ mơ. Mà mình có một cái ví dụ vậy đó thì mình dùng hết tất cả cái kiến thức của mình đã học đó quý vị, mình vận dụng trong cái bài đó, thì mình tập mình giống như thầy kinh dạy đó, mình phát triển cái trí tư, cái suy nghĩ của mình nó rất là hay. Mà mỗi lần mình hiểu như vậy, mình hiểu, mình nhớ câu hỏi rồi mình nhớ bài rất là lâu. Thành ra như cũng xa thú thầy kinh, lúc nào thầy cũng có cái phương pháp dạy rất là hay, mà mình học theo thì mình cũng rất là bổ ích. Dạ, Nguyên Như xin mời bàn tay xinh đẹp của anh Lý nha. Dạ, xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ủa mà Nguyên Như ngộ quá, Nguyên Như dùng cái ví dụ của thánh nhân là A-la-hán và A-la-hán là thánh nhân để bác biện cái câu là tâm thiện là tâm, tâm là tâm thiện. Thì hình như là cái ví dụ thứ hai của Nguyên Như là support cái câu đầu của mình chứ đâu phải là bác đó, là vì một cái nó sai, một cái nó đúng. Còn ngoài trước kia là Nguyên Như đồng ý là cả hai đều là đúng. Dạ anh Lý, cái câu đầu cả hai đâu có đúng đâu. Tâm nó là tâm thiện. Cái câu đầu nó không có đúng hết đâu anh Lý, nó chỉ đúng một phần, giống như là anh bài trả lời mà không có đúng hai phần đâu anh. Dạ mình như xin xuống mic nha. À, cái câu mà tâm thiện là tâm hay là tâm tâm thiện với lại câu thánh nhân ở La Hán, hai cái câu đó giống hệt nhau. Là tại vì có những câu nói mà chỉ có đi chứ không có nói lại được. Đó, thí dụ như nói mà thánh nhân thì có 4 hạng hay nói có 5 hạng luôn, là vì chánh biến tri, nhưng mà chánh biến tri cũng A-la-hán. Cho nên là thánh nhân thì có 4 hạng. Đó, thành ra khi mà chứ mình không thể mình nói là thánh nhân là Tu Đà Hoàng, không phải vậy. Thì nếu nói thánh nhân là Tu Đà Hoàng thì chỉ có Tu Đà Hoàng mới thánh nhân hay không? Còn nói Tu Đà Hoàng là thánh nhân thì đúng. Tại vì mình nói Tu Đà Hoàng là thánh nhân nhưng mà con người khác cũng là thánh nhân. Cho nên có những câu á, thì nó có đi mà nó không có lại. Cho nên hồi nãy nói là cái câu gì hồi nãy nó nói thì tôi thấy là dài với câu mà là A-la-hán này là cũng hịch vậy. Hai câu đó nó giống vậy đó. Paramsi, ok.
À, dạ sa thú sa thú, à, con xin kính tri ân sư Minh Thông đã giải thích cho tụi con. Dạ cả nhà, cái tâm, cái câu hỏi thứ nhì đó, là tâm thiện là tâm hay tâm là tâm thiện, thì câu trả lời là tâm thiện là tâm, chứ không phải là tâm thiện. Nó chỉ có một vế đúng thôi. Nếu mà cả nhà có ghi câu số xuống rồi thì tâm thiện là tâm. À, dạ con thấy bây giờ thời gian cũng là 10:56 rồi, hôm nay học rất là vui hả cả nhà, rất là vui, cười muốn với bụng luôn. Dạ bây giờ con xin kính kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. À, Phật tu sắp bờ măng gà lăng rát khăn tu sắp bờ đê bờ ta sắp bờ bùa tha nụ phá vê nà sa đa sô thi phá văn tu tê Phật tu sắp bờ măng gà lăng rát khăn tu sắp bờ đê bờ ta sắp bờ đà hâm ma nụ phá vê nà sa đa sô thi phá văn tu tê Phật tu sắp bờ măng gà lăng rát khăn tu sắp bờ đê bờ ta sắp bờ sang khá nụ phá vê nà sa đa sô thi Phá văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang hồi hướng cho đạo tràng buổi tối hôm nay ạ. À, xin nhường mic lại cho chị ạ. À, Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ con trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ à, sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng ạ. À, dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. À, yang kinchi kusala kammang katam bang kiriyang mamakaye nawaca manasa tidase sukatang katang ye sakta sanyino aktiye ca sakta asanyino katang punya palang maihang sabbe pagi pawantute ye tang katang suwidi tang din nang punya palang maya ye catak thana cha nanti dewa gantua ni weda yung sabde lokam hi ye sakta jiwantaha prahe tuka maknun yang po janang sabde lapantu mama che tasati. Phước căn ông đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được dài, lại đem hồi hướng hiện ngay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy mà là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông đã đến với đạo tràng và tham dự buổi sinh hoạt nhóm của chúng con ngày hôm nay. Kính cảm ơn Nguyên Như và tất cả quý bạn hữu ở trong đạo tràng đã tham gia thời buổi sinh hoạt Phật pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, một lần nữa Nguyên Trang kính cảm ơn tất cả mọi người và kính tri ân quý sư. Dạ, sau đây Nguyên Trang xin xuống mất ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mất và kính tạm biệt đạo tràng và kính mong đạo tràng trở lại vào ngày mai lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ là giờ của sư Pháp Tính. Dạ, chúng ta sẽ học tiếp phần về học về duyên hả Nguyên Như. Dạ, nên dạ nên ngày mai kính mời quý đạo hữu cả đến với 12 duyên là đúng rồi. Dạ, nên ngày mai sẽ là giờ của sư Pháp Tính. Và dạ, một lần nữa Nguyên Trang kính tạm biệt và kính chào tất cả mọi người.